Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Hà Du Ký Vlog. Hôm nay Hà Du Ký về miền Tây thì ghé quê hương Vương Hòa của Hà và test lại chiếc Lycam sau 3 lần bị rơi. Lý do Hà về đây test là vì địa hình ở quê của Hà bằng phẳng, ít có chướng ngại vật và Hà cũng quen địa hình ở đây rồi. Nếu lỡ có bị rơi lần nữa thì Hà cũng dễ tìm. Hà mời cả nhà cùng test Lycam với Hà để xem sau 3 lần bị rơi như vậy thì bây giờ Lycam của Hà còn tác nghiệp tốt không nha. Bây giờ thì Hà bay dọc theo cái bờ kênh trước nhà. Quý cô chú anh chị và các bạn thấy bờ kênh khá là vắng bóng cây ha. Bởi vì cô Be vừa mới cạp cái con đường này đó, cạp để mở rộng cái bờ này ra, làm cái con đường khoảng 5m để cho xe tải và xe hơi vào tận nhà của mọi người luôn. Hiện tại vận tốc bay của Lycam là 40 km/h. Hà bay được quãng đường khoảng 900m nhưng thấy cũng khá ổn. Bây giờ thì Hà bay ngang qua cái khu vườn cây ăn trái. Mình vừa test Lycam vừa ngắm cảnh quê Lương Hòa luôn nha cả nhà. Hiện tại thì vận tốc Lycam cũng là 40 km/h. Quê của Hà trước đây là vùng nguyên liệu mía đường nha. Vùng nguyên liệu mía đường, rồi trồng khoai mì, hay người ta gọi là sắn á, rồi lúa, thơm, dừa. Nhưng bây giờ quê của Hà đã có thể trồng được nhiều loại cây trái khác rồi quý cô chú anh chị và các bạn. Rất là phong phú loại như là chanh không hạt nè, mít thái, bưởi, ổi, cam, dừa đu đủ, cây mai vàng và nhiều loại rau màu khác nữa. Với địa hình này, Hà bay được 1000m mà vẫn thấy khá là ổn. Con đường này là con đường lộ liên ấp nha cả nhà. Vì sao nó có tên là lộ liên ấp? Bởi vì con đường này nó đi qua nhiều ấp lắm, như là ấp 10, ấp 9, ấp 8, ấp 7 nè. Con đường này được làm bằng bê tông, có chiều rộng khoảng 4m. Và xa xa khoảng 100m, 200m thì nó có một cái đường tránh cho hai chiều. Hà lỡ tay lắc cái cần điều chỉnh á, nên nó bị chệch cái con đường bên dưới rồi cả nhà. Để Hà lấy lại từ từ bởi vì nó đang bay với vận tốc là 45 km/h đó. Mình lấy gấp quá thì nó bị giật cả nhà. Phía dưới dọc theo con đường á, thì Hà thấy có rất là nhiều loại cây ăn trái đó cả nhà. Con đường này 10 năm trước á, thì ôi thôi nó nhỏ xíu à. Mưa xuống thì nó sình lại trơn trượt lắm. Nhưng mà bây giờ đường xá cũng khá là tốt rồi. Dọc theo con đường này thì Hà được biết 1m đất ngang, 1m ngang dọc theo con đường đó thì nó có giá khoảng 150 triệu đến 200 triệu trên 1m và chiều sâu của nó thường là 40m, 50m gì đó. Nên cái vùng này những ai mà có đất nhiều thì cũng là một tỷ phú đó quý cô chú anh chị và các bạn.
Nhưng mà Hà thì cũng chẳng có trông mong gì cái việc mà bán đất để là sinh sống đâu. Bởi vì sao? Bởi vì người ta sẵn sàng bỏ tiền ra để người ta đầu tư, người ta mua đất, thì tại sao mình bán? Nếu như không cần thiết thì không nên bán, quý cô chú anh chị và các bạn. Hà bay được 1.300m thì nó báo sóng GPRS yếu cả nhà ơi. Và Hà tạm bay lui về. Nếu bay thêm vài trăm mét nữa thì cũng có thể nó bị rơi đó. Và lần này cũng có thể là mình bị rơi lần thứ tư đó quý cô chú anh chị và các bạn. Nên thôi Hà bay lui về. Khi bay lui về thì Hà bay chệch sang phải khoảng 300m để chúng ta ngắm một cái view mới nha. Một cái view với cảnh quan khác. Từ trên cao nhìn xuống thì Hà thấy quê Hà rợp bóng cây trái xanh tốt luôn cả nhà. Hiện tại Hà đang bay ở độ cao 80m và từ độ cao 80m này Hà thấy bên phải màn hình á, hiện ra một cái con sông và con sông này có tên là sông Vàm Cỏ Đông. Cả nhà cũng có thể đã từng nghe tên cái con sông Vàm Cỏ Đông này rồi ha. Cả nhà có thể lên mạng gõ tên bài hát Tân Cổ Dòng Sông Quê Em để biết thêm cái dòng sông Vàm Cỏ Đông xinh đẹp này. Sông Vàm Cỏ Đông bề rộng trung bình là 120m nhưng từ trên cao nhìn xuống thì nó nhỏ bé thôi. Còn đây là một phần khu xóm nhà của Hà nè. Thank you.
Đây là tỉnh lộ 830, khu vực Hà Bai là khu vực kênh rạch nổ hướng ra nhà thờ Lương Hòa. Nãy giờ Hà test thì Hà thấy việc chiếc Leica bị rơi và bị va đập nhưng tình trạng hoạt động cũng đang tạm ổn. Lý do Hà test chiếc Leica là Hà muốn kiểm tra xem nó có bị trục trặc gì hay không để kịp thời đưa đi bảo dưỡng. Chứ lỡ bị trục trặc thì mất tiền như chơi đó cả nhà. Khu vực này do gần cái khu vực nhà thờ Công giáo á, nên quý cô chú anh chị và các bạn thấy nhà dân cũng khá là đông ha. Nãy giờ Hà có nói là Lycam đã bay qua một quãng đường là 900m, 1300m. Thì đó là Hà đã cắt bỏ bớt một phần đoạn đường bay của Lycam rồi nha cả nhà. Chứ để mà cho quý cô chú anh chị và các bạn xem hết thì clip nó dài lắm cả nhà ơi. Ở dưới người ta trồng mít đó quý cô chú anh chị và các bạn, mít trái cũng khá là nhiều, mít Thái nha, trái cũng rất là nhiều. Và xa xa thì cũng có thể là quý cô chú anh chị thấy những cái vườn chanh, vườn dừa này kia đó. Hà quay bây giờ thì vào buổi trưa của ngày thường ấy, nên con đường này khá vắng. Con đường này thường đông người và đông phương tiện là giờ tan học, giờ công nhân tăng ca hoặc là giờ của người giáo dân đi lễ đó quý cô chú anh chị và các bạn. Đây là khu nhà cô thứ 11 của Hà. Cô thứ 11 là em cô ba. Ở mép trái màn hình thì Hà thấy người ta có cất cái nhà để nuôi chim yến nè. Và đây là cái khu vực nhà của chị Hai Hà. Lâu lâu có dịp về quê, ngắm cảnh quê, thấy quê hương rợp bóng cây trái xanh tốt, trong lòng cảm thấy rất là vui cả nhà. Cảm thấy yêu quê hương vô cùng luôn á.
Lycam hiện tại đang ghi hình ở độ cao 135m. Và nãy giờ Hà test thì Hà thấy Lycam sau 3 lần bị rơi vẫn hoạt động khá là ổn. Nãy giờ thì quý cô chú anh chị và các bạn cùng test Lycam với Hà, cùng ngắm cảnh quê hương Lương Hòa của Hà. Thì quý cô chú anh chị và các bạn cũng biết là quê của Hà cây trái cũng rất là nhiều, cây trái rất là xanh tốt và một cái vùng quê rất là yên bình. Hà rất là yêu thích quê hương của Hà luôn. Còn quê hương của quý cô chú anh chị và các bạn thế nào? Quý cô chú anh chị và các bạn có muốn chia sẻ quê hương của mình đến với mọi người hay không? Nếu như quý cô chú anh chị và các bạn muốn chia sẻ cái miền quê của mình bằng cái việc ghi hình bằng Lycam thì quý cô chú anh chị và các bạn cũng có thể để lại comment ở dưới để rồi Hà có thể hỗ trợ để chúng ta cùng chia sẻ quê hương của mình đến với mọi người nha. Hà cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã cùng test Lycam và cùng ngắm quê hương Lương Hòa với Hà. Mong cả nhà ủng hộ miễn phí cho Hà bằng việc like, chia sẻ clip, đăng ký kênh, nhấn chuông ở dưới góc phải của màn hình á, để khi mà Hà có đăng clip mới thì YouTube báo về cho quý cô chú anh chị và các bạn, để quý cô chú anh chị và các bạn được xem những clip mới nhất của Hà nha. Và cũng rất mong quý cô chú anh chị và các bạn tương tác với Hà để lại bình luận, để Hà biết Hà tương tác lại với quý cô chú anh chị và các bạn một cách chân thành nhất. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều.